Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanity Shop. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tính năng Protected Port và cách cấu hình nó trên các dòng Switch Sicko nhé. Protected Port là một tính năng trên Switch Sicko cho phép chúng ta có thể sử dụng để ngăn các thiết bị trên các cổng được bảo vệ giao tiếp với nhau. Nghe đến đây thì chắc các bạn sẽ nghĩ đến một vài tính năng như là Access List này hoặc là Private VLAN đúng không? Protected Port cũng kiểu như vậy, nhưng mà nó sẽ có một vài ưu điểm và hạn chế so với lại các cái tính năng khác. Hãy cùng mình tìm hiểu luôn nhé. Mình đang có một mô hình đơn giản gồm hai switch, hai server và hai máy tính. Chúng ta sẽ sử dụng mô hình này để xem Protected Port có thể làm được gì nhé. Nó rất là đơn giản thôi. Trong Protected Port chúng ta sẽ có hai role là Unprotect và Protect. Unprotect thì nó là trạng thái mặc định của tất cả các cổng rồi, còn Protect là trạng thái khi mà các bạn cấu hình. Với Protected Port thì các cổng Unprotect và Protect sẽ vẫn giao tiếp với nhau như các cổng bình thường, còn giữa hai cổng được cấu hình là Protect thì sẽ không giao tiếp được với nhau, bao gồm cả các cái gói tin Unicast, Multicast hoặc là Broadcast. Tuy nhiên nó chỉ là lưu lượng dữ liệu thôi nhé, còn các cái lưu lượng điều khiển thì vẫn được chuyển tiếp, chẳng hạn như là các gói pin, vì nó được xử lý bởi CPU và được chuyển tiếp trong software. Một vấn đề nữa là Protected Port sẽ chỉ áp dụng trên một switch chứ không áp dụng giữa các host trên các switch khác nhau. Như trên mô hình này thì cổng E0.0 của switch 4 và cổng E0.2, E0.3 của switch 5 là Protected Port, cổng E0.0 của switch 5 là Unprotect. Như vậy với quy tắc trên thì VPC 10 sẽ vẫn ping được đến VPC 11, VPC 12 và VPC 5 ở bên này. Nhưng VPC 11 và VPC 12 thì sẽ không ping được do cả hai cổng đều là Protected Port. VPC 5 ở switch 4 cũng là Protected Port nhưng nó thuộc switch khác nên nó sẽ vẫn giao tiếp được với VPC 11 và 12 bình thường theo như quy tắc mà mình vừa nói. Protected Port vẫn sẽ áp dụng nếu switch 4 và switch 5 sử dụng stack, khi đó thì VPC 5 sẽ không thể truy cập được VPC 11 và VPC 12. Đó là toàn bộ các quy tắc trong Protected Port, nó được áp dụng trong khá nhiều trường hợp. Ví dụ như với mô hình này, bạn có một server trong mạng và bạn chỉ muốn các máy tính khác trong mạng có thể truy cập được vào server và Internet chứ không giao tiếp được với nhau, thì các cổng cắm máy tính chúng ta sẽ cấu hình là Protected Port. Một trường hợp khác cũng hay gặp là nếu các bạn có một server farm có hai hoặc nhiều server và các bạn không muốn các server này được giao tiếp với nhau. Trong trường hợp một server bị tấn công thì sẽ không ảnh hưởng đến các server còn lại, thì các bạn cũng có thể cấu hình các port này như là các cái protected port nhé. Ngoài ra thì còn nhiều trường hợp khác nữa, các bạn có thể áp dụng theo đúng cái quy tắc của protected port là được. Ok, để cấu hình thì mình sẽ sử dụng mô hình này. Trước tiên mình sẽ ping thử trước các PC. Ban đầu thì các PC đều có thể ping lẫn nhau. Để cấu hình Protected Port thì rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần vào các port và bật tính năng này lên bằng lệnh switch port protected là xong. Mình sẽ cấu hình nhanh. Mình sẽ thử ping lại giữa các PC.
PPC 11 và 12 là protected port và cùng một switch nên là sẽ không ping được lẫn nhau. Còn lại các cái PC khác thì đều có thể giao tiếp bình thường theo đúng quy tắc mà mình đã đề cập lúc trước. Ok, như vậy chắc các bạn cũng đã hiểu về protected port và cách ứng dụng nó vào trong một mô hình cụ thể rồi đúng không? Nếu các bạn có bất kỳ góp ý hay là thắc mắc nào thì cứ để lại comment để mọi người cùng trao đổi với nhau nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để nhận thêm những cái video mới nhất từ Sensitive Shop bạn nhé.